Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Trước mắt các bạn đây đó chính là cái đàn Kodman K360. Và ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về tất cả các chức năng có trên cây đàn này. Để giúp các bạn dễ dàng hơn thì mình sẽ chia các chức năng trên cây đàn K360 này ra thành 4 phần. Phần đầu tiên sẽ từ nút Volume cho đến nút Core. Phần tiếp theo sẽ từ nút Phase cho đến nút OTS. Phần 3 sẽ là nút Note xoay, Octa và các dãy số. Phần 4 sẽ là các cổng kết nối. Mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về các chức năng ở phần thứ nhất. Đầu tiên sẽ nút nguồn. Tiếp theo sẽ nút Startup, Synta, Syntop, Phil A, Phil B, Intro, Core. Ngoài ra sẽ gồm có nút Volume, nút Shift và nút Tempo. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu nhé. Để khởi động đàn, các bạn chỉ cần bấm nút nguồn và nhấn giữ 2 giây để tắt. Và một lưu ý nhỏ là trước khi các bạn mở nguồn thì hãy nhớ vặn volume và gain. Điều này sẽ bảo vệ loa tốt hơn. Tiếp theo sẽ là nút Startup. Startup có chức năng để bắt đầu và dừng điệu nhạc ở trên đàn. Tiếp theo sẽ là Synta. Chức năng Synta này giúp chờ cho đến khi mình bấm hộp âm thì cây đàn nó mới phát nhạc. Khi các bạn bấm vào, trên màn hình sẽ có ký hiệu 1, 2, 3, 4 ở phần beat. Và lưu ý là các bạn cần kết hợp hộp âm khi sử dụng Synta. Để bấm hộp âm, các bạn hãy bấm vào Core. Thì trong Core này sẽ gồm có hai phần, đó chính là ABC và Full Range. Để dễ dàng hơn, các bạn hãy chọn vào phần hộp âm ABC. Và khi các bạn bấm hộp âm thì chức năng Synta ở trên đàn sẽ được kích hoạt. Để tắt hãy bấm lại một lần nữa. Một số bạn sẽ gặp trường hợp khi đã mở Synta nhưng khi bấm hộp âm đàn vẫn không phát phần nhạc đệm. Khi này bạn chỉ cần bấm vào nút Core, chọn đến phần hợp âm ABC và chơi hợp âm trên đàn. Và phần nhạc đệm sẽ được phát đồng thời. Kế tiếp sẽ là nút Synthop. Khi các bạn bấm vào nút Synthop thì ở trên màn hình hiển thị sẽ có một nút Stick ở bên phần Synthop. Synthop có chức năng để chơi những đoạn văn tấu. Synthop sẽ đồng thời kết thúc điệu nhạc khi các bạn ngưng chơi hộp âm. Kế tiếp sẽ là Phil A và Phil B. Phil có nghĩa là dồn trống. Phil A để chơi ở đoạn điệp khúc thứ nhất và Phil B để chơi ở những đoạn cao trào hơn để giúp cho bài nhạc phong phú hơn. Mình sẽ bấm vào Phil A để dồn trống vào điệp khúc thứ nhất. Kế tiếp là Phil B ở đoạn cao trào hơn. Để phát intro của một điệu nhạc bất kỳ thì mình hãy bấm vào nút intro. Hiện tại thì mình đang ở intro của phiên A, các bạn có thể thấy ở trên màn hình ký hiệu A đang chớp. Để phát cùng lúc intro và điệu nhạc, các bạn hãy bấm các phím sau: Synta, Core và Intro. Trên màn hình sẽ có ký hiệu của Synta, Core và Intro. Và bây giờ mình sẽ bấm hộp âm để các bạn nghe thử nhé. Trong quá trình chơi để kết thúc một bài nhạc, các bạn hãy bấm Shift Ending. Tiếp theo là Freeze. Freeze là khóa băng tiếng. Thông thường đối với từng điệu nhạc sẽ có hai cách để cho bạn chọn tiếng. Thứ nhất là OTS.
Chức năng này sẽ giúp các bạn chọn nhanh các tiếng phù hợp với giai điệu từ M1 cho đến M4. Cách thứ hai sẽ chủ động hơn, bạn có thể lưu các tiếng mong muốn vào từng giai điệu. Qua 8 băng tiếng ở trên đàn, mỗi băng có thể lưu được 6 tiếng khác nhau từ M1 cho đến M6. Để kích hoạt, các bạn hãy bấm Shift và Reset. Ở trên màn hình sẽ hiển thị ký hiệu Freeze. Freeze sẽ giúp mình chơi được nhiều tiếng mà không bị nhảy điệu. Và bây giờ mình sẽ thử tính năng Free cho các bạn xem nhé. Khi chuyển tiếng sẽ không bị nhảy điệu. Để hiểu rõ hơn về phần băng tiếng này, các bạn hãy nhớ đón chờ phần 2 giới thiệu các chức năng cơ bản ở trên chiếc đàn Kidman K360 này nhé. Kế tiếp là tempo, nhịp độ của giai điệu. Các bạn có thể bấm tăng hoặc giảm để thay đổi nhịp độ của giai điệu. Trên màn hình sẽ hiển thị thông số khi tăng hoặc giảm tempo. Ngoài ra các bạn có thể dùng thêm cây nốt xoay để thay đổi tempo. Và bấm cùng lúc tăng giảm để trở về tempo mặc định. Đôi khi chơi đàn, bạn sẽ gặp trường hợp âm lượng của giai điệu lớn hơn và lấn át tiếng đàn. Vậy để điều chỉnh âm lượng của giai điệu, bạn hãy sử dụng tính năng Accom. Và để kích hoạt Accom, các bạn hãy bấm Shift, giảm hoặc tăng. Điều chỉnh Accom phù hợp với tiếng sẽ giúp bạn chơi hiệu quả hơn. Giữ Shift, Accom và xoay key note để điều chỉnh nhanh hơn. Và Accom sẽ là giải pháp cho các bạn khi gặp vấn đề về điệu lớn và tiếng nhỏ. Và bấm cùng lúc Shift tăng giảm để trở về Accom mặc định. Và đó là tất cả các chức năng có cho phần 1 trên cây đàn Kidman K360. Các bạn hãy nhớ đón chờ các phần tiếp theo nhé. Công ty sẽ luôn update các style mới hot nhất thị trường. Các bạn có thể tải miễn phí ở đường link phía dưới nhé. Và đặc biệt hơn, khi các bạn mua hàng ở các hệ thống showroom của Minh Phụng Music ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ được tặng ngay một bao da cao cấp, một chân ít đôi và một chắc phone chuyển đổi. Link của cây đàn K360 thì mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả nhé. Hoặc các bạn có thể gọi qua số hotline 0919 768606 để được tư vấn mua hàng. Hãy nhớ bấm like, share, subscribe để ủng hộ tụi mình ra thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.